Đây là một trong số 13 cột điện cao thế thuộc đường dây 500 kV mạch 3 được đội xung kích của Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội tiến hành lắp đặt. Mỗi cột điện như thế này có chiều cao 72 m, nặng 130 tấn và được lắp ráp từ hơn 2.000 cây cấu thép. Tất cả đều phải tuyệt đối chính xác, trong khi cột điện lớn nhất mà các công nhân của EVN Hà Nội từng lắp ráp mới chỉ là cột điện 110 kV. Bởi vậy, ngoài việc nghiên cứu kỹ bản vẽ thi công thì còn phải hiểu rõ từng mã số được dập trên dầm thép có ý nghĩa như thế nào. DG01-3B này là thanh cái ở tầng thứ 6. Tầng thứ 6 DG1 cánh 3 cánh thứ 3 bên phải. Tổng có 4 thanh này. Ban đầu tất cả anh em xuống rất là bỡ ngỡ. Tại vì chưa bao giờ mà làm những cái công trình nó to và mang tầm cỡ quốc gia như thế này. Anh em cũng phải tìm hiểu và xem cách đọc bản vẽ rồi xếp thanh để mà có thể đáp ứng được nhanh nhất nhu cầu công việc. Để hoàn thành mục tiêu đóng điện trước ngày 30 tháng 6, EVN Hà Nội đã huy động gần 200 công nhân lành nghề của các công ty điện lực tiến hành việc lắp đặt 10 vị trí cột điện cao thế 500 kV tại các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên. Tất cả các công nhân đều làm việc 3 ca 4 kíp với tinh thần vượt nắng thắng mưa, quyết tâm bàn giao cột cho nhà thầu đúng tiến độ. Đây là vị trí cột điện cao thế 500 kV số 303, cũng là vị trí khó nhất trong tổng số 13 vị trí do EVN Hà Nội phụ trách lắp đặt. Như quý vị thấy là xung quanh tôi là cánh đồng lúa rất là rộng và không có một cái con đường nào để cho các cái phương tiện thi công cơ giới như là các loại xe cẩu vào được đến đây để tiến hành lắp đặt cái cột điện cao thế này. Chính vì thế nên là ở đây tất cả các công nhân của EVN Hà Nội đều đang sử dụng sức người để kéo, để tời những cái thanh sắt này lên cao và điều chỉnh từng mm một để các cột điện này, các cái thanh sắt này vào đúng vị trí lắp đặt một cách chính xác. Không chỉ những cái thanh sắt nhỏ như thế kia đâu mà kể cả những cái cột cái lớn như thế này. Cái cột này nặng tới hơn 1 tấn và tất cả đều được dùng sức người để kéo vào đây để lắp đặt, để nâng lên trên độ cao hàng chục mét. Tất cả những công nhân đều phấn đấu để đạt được cái mục tiêu cuối cùng, đó là hoàn thành đóng điện đường dây 500 kV mạch 3 vào 30 tháng 6 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bùn lầy không chỉ khiến việc thi công khó khăn hơn các vị trí khác nhiều lần, mà thời gian lắp đặt cũng kéo dài do phải kiểm tra, làm sạch từng mã số trên dầm thép trước khi lắp ráp để đảm bảo không xảy ra nhầm lẫn, sai sót. Thì nắm bắt được rõ cái tình hình khẩn trương này thì EVN Hà Nội sau khi nhận nhiệm vụ thì cũng đã tiến hành triển khai bằng mọi nguồn lực để tập trung chỉ đạo với cái tinh thần là vượt nắng thắng mưa và ăn tranh thủ ngủ cùng trương và làm 3 ca 4 kíp theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng. Và chúng tôi cũng đã xây dựng một kế hoạch quyết tâm rất cao, phấn đấu hoàn thành. Đến ngày 15 tháng 6 chúng tôi sẽ bàn giao cho Tổng ty Truyền tải Điện là 5 vị trí cột. Và đến ngày 20 tháng 6 chúng tôi sẽ bàn giao lốt 8 vị trí để Tổng công ty Truyền tải tiến hành kéo dây và đóng điện trước ngày 30 tháng 6 theo đúng chỉ đạo. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên dài khoảng 519 km, có tổng mức đầu tư trên 22.000 tỷ đồng, được chia làm 4 dự án thành phần. Khi hoàn thành, đường dây 500 kV mạch 3 sẽ đảm bảo truyền tải trên 20 tỷ kWh điện mỗi năm, đáp ứng thêm nhu cầu điện năng để phục vụ phát triển kinh tế trong miền Bắc.